Chiều 26 tháng 3 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cùng Công an quận Liên Chiểu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc khiến một người chết, một người bị thương trong phòng massage. Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều cùng ngày tại điểm massage ở số 40A đường Thích Quảng Đức, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lúc này, nam nhân viên thấy một phòng massage đã quá giờ 30 phút nhưng cả khách nam và nhân viên nữ vẫn chưa ra ngoài nên gõ cửa. Không thấy phản hồi, nhân viên mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện nữ nhân viên massage đã chết trên vũng máu với nhiều vết thương do dao. Trong khi đó, khách nam bị thương nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý vụ việc.